Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thế giới Crypto. Trong buổi tối ngày hôm nay 11 tháng 6, mình sẽ hướng dẫn các bạn mở 3 chiếc thẻ combo Hamster Combat để nhận được 5 triệu xu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào mục min bên dưới này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm ở trang 1. Hôm nay chúng ta sẽ có thẻ Hamster Combat Max này. Và Hamster Tube, Hamster Game. Hamster Tube này hình như nó ở trang 4, chúng ta sẽ sang trang 4 luôn nhé. Cái thẻ này cũng là thẻ của ngày hôm nay đây các bạn nhé. Thẻ ngay đầu tiên ở cái mục trang thứ 4 này. Đây chúng ta sẽ nhấp vào đây và chúng ta sẽ nhận luôn cái thẻ này. Thẻ này trước đây mình đã nâng cấp rồi cho nên là mình sẽ phải chi phí hết hơn 2 triệu xu nhé. Bây giờ mình sẽ nhấp vào mục nhận này. Còn với bạn nào mà mới nâng cấp ở level thấp thì sẽ tốn ít xu hơn. Như vậy là mình đã mở thành công chiếc thẻ đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ tìm chiếc thẻ Hamster Tube. Trang 4 này chỉ có một chiếc thẻ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hai chiếc thẻ còn lại ở trang số 1 đi. Chúng ta sẽ về trang số 1 tìm cho nó lần lượt nhé. Hamster Tube và Hamster Grand. Trang số 1 không có, chúng ta sẽ vào trang 2 này. Đây các bạn nhé, cái thẻ này của mình cũng tốn rất là ít xu, chỉ có 999.000 xu thôi. Bây giờ thì mình sẽ nhấp vào mục nhận này. Như vậy là mình đã mở thành công hai chiếc thẻ trong buổi tối nay. Chúng ta chỉ còn một chiếc thẻ nữa. Hamster Grand. Đây các bạn nhé, hai cái thẻ này nó nằm song song với nhau luôn. Thẻ ngày hôm nay tìm cũng khá là dễ này. Mình sẽ nhấp vào đây để mình mở. Thẻ của ngày hôm nay thì mình mới nâng cấp ở level thấp cho nên mình tốn rất là ít xu và mình đã nhận được là 5 triệu xu. Bây giờ mình sẽ nhấp nhận giải thưởng. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn mở 3 chiếc thẻ thành công của ngày hôm nay. Mình sẽ tổng kết lại 3 chiếc thẻ nhé. Chiếc thẻ số 1, số 2 này thì các bạn sẽ mở ở trang thứ 2 này. Còn chiếc thẻ thứ 3 này thì nó nằm ở trang thứ 4 các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn mở một chiếc thẻ mới ra mắt trong buổi tối hôm nay. Các bạn sẽ vào cái mục min này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào mục trang thứ 4 này. Các bạn sẽ nhấp tiếp vào mục thẻ mới ở đây. Và đây các bạn sẽ có thấy là một chiếc thẻ mới này. Chiếc thẻ này thì chúng ta sẽ mời thêm một bạn và lợi nhuận mỗi giờ là được 7.500 xu nhé. Cái thẻ này rất là ngon thì các bạn tranh thủ mời những người mới tham gia để chúng ta được mở cái thẻ này. Đấy, cái thẻ này thì điều kiện của nó chỉ có mời một bạn duy nhất thôi. Chiếc thẻ này thì chi phí hết 1 triệu xu nhưng các bạn sẽ nhận về lợi nhuận mỗi giờ là được 7.500 xu. Nếu bình thường ý, một chiếc thẻ mà 7.500 xu này các bạn phải tốn ít nhất là phải từ 5 triệu cho đến 7 triệu xu thì chúng ta mới mở được nhé. Nhưng riêng ngày hôm nay thì cái thẻ này nó rất đặc biệt, nó chỉ có 1 triệu xu thôi. Với một điều kiện là các bạn cần phải tuyển thêm được một người. Và cách tuyển như thế nào thì cũng có nhiều người chưa chia sẻ link bao giờ nên họ cũng không biết đường lấy link. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy link luôn. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy cái hình ba đầu người ở góc cuối này và có cái chữ fan này. Các bạn sẽ nhấp vào đây. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây có cái chữ là mời bạn bè nhé. Các bạn có thể là sao chép này. Các bạn nhìn thấy cái biểu tượng hai tờ giấy xếp chồng lên nhau thì các bạn sẽ nhấp vào đây để sao chép. Rồi nó sẽ báo thành công là tích xanh ở trên này là đã sao chép thành công. Hoặc các bạn có thể nhấp vào cái chữ mời bạn bè thì nó sẽ hiển thị ra danh sách những người bạn ở trên Telegram thì các bạn sẽ gửi trực tiếp cho những người bạn đó. Đó, còn các bạn có thể là copy ở đây cũng được, nó sẽ có hai cách để các bạn lấy link để đi chia sẻ nhé. Và khi bạn giới thiệu được một người bạn mới tham gia, nếu mà là tài khoản bình thường, tài khoản Tele bình thường thì các bạn sẽ nhận được là 5 triệu xu tiền thưởng này. Còn nếu mà cái người bạn đấy là cái tài khoản Tele mà có tích xanh là người ta mua thuê bao hàng tháng ấy thì các bạn sẽ nhận được là 25.000 xu tiền thưởng nhé. Như vậy là trong buổi tối ngày hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn mở thẻ thành công 3 chiếc thẻ để chúng ta nhận 5 triệu xu. Bạn nào chưa biết mở thì có thể là xem kỹ video của mình để mở, tránh trường hợp là chúng ta sẽ tìm mất thời gian và mở không đúng thẻ thì sẽ tốn nhiều xu. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.